Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay 23 tháng 3 là ngày khí tượng thế giới và thay mặt những người làm chương trình xin được gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến những người làm trong ngành khí tượng thủy văn. Xin chúc các anh các chị sức khỏe hạnh phúc và luôn yêu ngành, yêu nghề để có những bản tin chính xác nhất, phục vụ tốt cho cộng đồng. Chủ đề của ngày khí tượng năm nay là hiểu biết về mây, bởi mây có vai trò rất quan trọng trong việc điều tiết khí hậu, thời tiết và cân bằng năng lượng của trái đất. Các đám mây đã góp phần điều tiết chu trình nước và toàn bộ hệ thống khí hậu. Vậy thời tiết tại ba miền đất nước trong ngày hôm nay diễn biến ra sao? Mời quý vị các bạn theo dõi ảnh mây vệ tinh. Và quý vị có thể thấy là trong ngày thì hầu hết trên toàn khu vực phổ biến là có mây thay đổi, thời tiết khá nắng ráo, ít mưa và thuận lợi cho các hoạt động thường nhật của người dân. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, thời tiết nhìn chung chưa có nhiều biến động. Ở tại Bắc Bộ, trời tiếp tục ít mưa, ban ngày trời nắng mạnh, cùng với nền nhiệt độ có tiếp tục có xu hướng tăng thêm. Cao nhất ngày phổ biến sẽ là từ 28 cho đến 31 độ, vùng núi có nơi còn lên trên 31 độ. Đặc biệt là các tỉnh vùng núi Tây Bắc, nhiệt độ sẽ là từ 30 cho đến 33 độ, có nơi còn xảy ra nắng nóng cục bộ với mức nhiệt đạt đến 35 độ. Cùng chung xu thế với cả nước, thời tiết tại các tỉnh thành miền Trung cũng chủ đạo là nắng nhiều. Nền nhiệt độ cũng đang trên đà tăng dần. Nhiệt độ cao nhất ngày mai tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế dao động trong khoảng là từ 28 cho đến 31 độ. Một vài nơi thuộc vùng núi như là Tương Dương, Quỳ Hợp, Tây Hiếu hay Con Cuông có thể lên tới mức là 33-34 độ, thậm chí còn cao hơn. Ở phía nam của đèo Hải Vân, khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, thời tiết duy trì ổn định. Với mức nhiệt cao nhất ngày mai sẽ phổ biến là từ 29 cho đến 32 độ, có nơi còn trên 32 độ, thuận lợi cho các hoạt động du lịch biển ở tại đây. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày khô hạn và nắng nhiều, thời gian chiếu nắng trong ngày khá dài, bắt đầu từ 6 đến 7 giờ sáng và kéo dài đến 17 giờ chiều. Nhiệt độ cao nhất ở tại Tây Nguyên sẽ là từ 31 cho đến 34 độ và ở tại khu vực Nam Bộ sẽ là từ 32 cho đến 35 độ. Một vài nơi xảy ra nắng nóng cục bộ. Mặc dù mưa không xảy ra nhiều, nhưng một vài điểm vào chiều tối có thể xuất hiện dông nhiệt cục bộ. Người dân cần đề phòng với hiện tượng lốc xoáy và gió giật có thể xảy ra trong cơn dông. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Trong đêm nay và ngày mai trên hầu khắp các vùng biển, cũng như tại hai quần đảo là Hoàng Sa và Trường Sa, gió đều thổi yếu, thời tiết trên biển tạnh ráo và ít mưa nên tầm nhìn xa thông thoáng, tiếp tục ủng hộ cho các hoạt động đánh bắt trên biển của bà con ngư dân. Lưu ý khả năng từ ngày 25, sẽ chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh tràn xuống và gió ở tại vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc của Biển Đông sẽ chuyển hướng Đông Bắc và mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 gây biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Các tàu thuyền nên lưu ý và cập nhật các thông tin tiếp theo về đợt không khí lạnh sắp tới. Như vậy, thời tiết trên hầu khắp các tỉnh thành của nước ta đều phổ biến là ít mưa và có nắng trong 24 giờ tới. Riêng khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì có xuất hiện nắng nóng cục bộ. Và từ ngày 25 tháng 3, thời tiết ở khu vực phía Bắc sẽ có những chuyển biến do gió mùa tràn về. Người dân cần phải chú ý cập nhật những thông tin thời tiết mới nhất. Còn bây giờ, bản tin thời tiết tổng hợp ngày 23 tháng 3 xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!